Nghe nói hòn đảo này rất nhiều khủng long, ta phải đi tìm mới được. Ô cái gì đây? Ui, đây là con gì đây? À, con này là con trâu vàng, không phải là con khủng long. Mình phải đi tìm cái khác nữa. Ô, đôi con gì mà to nào? Kéo nào, một, hai, ba. Một con khủng long màu đỏ, trên lưng còn có vách xám. Wow, đẹp thế. Thế là mình đã tìm được một chú khủng long rồi. Ô, chú này có biết kêu này. Chíp 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 chíp. Ôi. Wow. Nào, chú khủng long đứng đây. Để mình còn đi tắm nhá. Nào, bạn thỏ ra tìm khủng long với tớ nào. Đang tìm 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 bạn thỏ tìm khủng long nào. Ui, bạn thỏ con. Ui, con gì đấy? Ui, các bạn ơi. Các bạn nhìn bạn thỏ tìm được con khủng long màu vàng đẹp chưa này? Trên này lại có màu xanh lá cây nữa. Đẹp thế. Chị Khủng long này tí nữa mình đi tắm với khủng long nhá. Nào bạn thỏ tìm tiếp nào. Ôi, bạn thỏ tìm tiếp đi. Con hổ này các bạn. À đây là con gì nhỉ? Không phải con hổ. Đây là một con báo. Báo vằn này các bạn này. Sợ chưa? Nào bạn thỏ tìm nào. Wow, bạn thỏ tìm được con khủng long này thích quá. Tí nữa cho bạn thỏ chơi nhá. Ôi cái gì đây? Bạn thỏ được kéo lên chỗ nào? Cái gì đấy? Ủa kéo mạnh lên. Hời bạn. Hời bạn. Ủa túm cái đầu. Ui được hẳn hai con luôn. Wow. Đây là con khủng long màu hồng các bạn ạ. Ơi khủng long này biết kêu này. Còn đây là một con sư tử. Hai bạn nhìn 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 nhìn. Ô không được đánh nhau, chơi với nhau nhá. Ôi bạn Hảo tìm được cái gì nữa đây? Ui các bạn ơi, khủng long vảy rồng này các bạn này. Wow các bạn nhìn vảy còn đẹp không? Ý. Các bạn khủng long này đều kêu chip 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 chip, hay thế nhỉ? Các bạn khủng long buồn cười thích nhỉ? Ý. Khủng long này màu xanh, vảy rồng của nó màu đỏ rất đẹp này các bạn này. Nào bạn Thảo tìm nữa nào. Bạn Thảo lấy cái này bới này. Nào bới xem còn con gì nữa không nào. Ui bạn thỏ tìm xem có con gì nữa nào. Ui ô một quả trứng khủng long. Tí tí lướt tấu lướt cho bạn thỏ ăn nhá. Bạn thỏ có ăn không? Vậy là chúng mình được hai quả trứng khủng long các bạn ạ. Thích quá thích quá. Hai quả trứng khủng long liền. Nào bạn thỏ đây quả con gì đây? Các bạn thử rất quê nào. Ủa con gì này? Bạn thỏ rất quê đây. À lại được một con khủng long. Khủng long màu cam. Ôi các bạn toàn là ngập cát thôi. Ê, ê, ê. Ủa các bạn mình cười kêu chích 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 chích. Con gì đây các bạn? Wow, đây là một con hổ. Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. À, bạn thỏ bạn còn lấy được một con hà mã nữa này. Ủa bạn thỏ tìm giỏi thế. Con hổ ăn thịt hà mã. Nào bạn thỏ xem có con gì nữa không. Nào xem có con gì nữa không nào. Đâu đâu bạn thử lấy con xem nào. Ủa con gì đấy. Bạn thử cao hết xem con gì nào. Ủa con gì có chân nhỏ này các bạn. Mình xem nào. Ôi à đây là một con hươu cao cổ. Ui nó có cái cổ thật là dài, thích quá thích quá. Cổ nó dài nó sẽ với được những cái ngọn cỏ trên cao, ngọn lá trên cao nó ăn. Úp bạn thỏ lấy con gì ở đây. Ui con khủng long này màu thật là đẹp, thật là đẹp. Ông anh trên này các bạn này. Ôi con gì đây bạn. À đây như kiểu là một con kinh khủng trong phim này các bạn này nhỉ. Màu đen này đấy. Kinh khủng. Ôi các bạn nhiều thế hết chưa. Nào thế bạn thỏ đến xem mình lấy được bao nhiêu con vật nào. Ôi các bạn đứng trên đống cát đẹp thế. Hay các bạn đi tắm không? Chúng mình cho các bạn đi tắm nhá. Ui các bạn ơi, nhìn chúng nhìn tớ và bạn thỏ nhặt được rất là nhiều khủng long trong một bãi cát, rất là đẹp. Đấy. Chết rồi. Còn cả cây thế này.
Bây giờ chúng mình sẽ cho các bạn khủng long đi tắm nhá. Các bạn khủng long đi tắm nhá. Nào bạn Thỏ ơi, bạn Thỏ cho các bạn khủng long đi tắm nào. Wow. Ôi các bạn tắm thích quá, lại còn có cả bong bóng nữa này, lại còn có cả bóng nữa này. Ơi chết 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 chết. Nào bạn Thỏ ơi, cho các bạn vào tắm nào. Wow, tắm mát quá. Đấy, các bạn rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn. Đây, đây chính là bạn hươu cao cổ. Bạn hươu cao cổ đã tắm xong. Bạn hươu cao cổ tắm xong rồi, bạn hươu cao cổ sẽ ra ngồi ở đây cho khô. Rồi, đây là bạn một bạn khủng long màu da cam, vàng da cam rất là đẹp, hồng hồng cam cam. Kiêu 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 đi. Cảm ơn bạn Thỏ đã tắm cho tớ. Ôi. Ui. Tắm mát thế, lại còn có bóng đầy nghịch nữa. Kiêu 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 kiêu. Hai chúng mình chơi nhạc. Cu 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 cu. Hôi hôi. Kiêu. Tắm luôn cho hai bạn một lúc luôn. Wow. Hai bạn kêu to thế. Mát quá, mát quá, mát quá. Tắm mát quá, tắm mát quá. Tắm mát quá, tắm mát quá. À, bóng rơi ra ngoài à. Các bạn khủng long tắm mạnh quá, bóng bay hết cả ra ngoài rồi. Ôi, các bạn kêu to quá rồi. Hai bạn nữa đã tắm xong. Nào, mấy bạn này vào nốt đây để tắm nào. Ui. Nào. Đây là một bạn khủng long màu hồng. Rất là dễ thương. Các bạn khủng long này chắc là bạn khủng long này chỉ ăn cỏ thôi. Ui, bạn khủng long này kêu bé quá. Rồi, tắm xong rồi. Nào, để mình xem có bạn gì nữa nào. Ui. Đây là một bạn tê giác. Một bạn tê giác, bạn tê giác có một cái sừng rất là nhọn. Bạn có thể hút những các bạn khác. Sợ lắm, sợ lắm. Nào, mình xem bạn gì đây nào. Wow. Wow. Đây là một con hổ và một con báo. Hai bạn này chơi rất thân với nhau, yêu nhau. Rồi, đã sạch. Nào, còn đây là bạn khỉ và bạn sư tử. Mẹ ơi gì nhỉ? Chúa tể rừng xanh. Ngu. Mẹ ơi. Hai bạn tắm sạch quá. Rồi tiếp tục xem còn bạn nào chưa tắm nào. À, đây là hai quả trứng của bạn khủng long. Cũng đã rửa sạch. Các bạn tắm mát quá. Ui, mình là mình thích nhất bạn khủng long này, rất là đáng yêu này. Màu rất là đẹp. Đấy. Bạn này như kiểu khủng răng con ấy, bởi vì là răng của bạn ấy mới nhú thôi. Rồi, tiếp tục nào, xem còn bạn gì nữa không. Wow, mình cũng rất thích là bạn khủng long vảy rồng này, rất là đẹp này. Đấy, các bạn nhìn vảy này, ui. Thích quá, hôm nay mình đi chơi, mình kiếm được nhiều khủng long, thích quá, thích quá. Rồi, còn bạn gì đây. Ủ, bạn trâu vàng à. Sao bạn trâu vàng lại lạc vào trong chỗ này nhỉ. Buồn cười nhỉ. Bạn bị lạc đường mà bị lạc mẹ à. Ừ thế à. Thế tí nữa tới nhờ bạn khủng long tìm mẹ cho bạn châu vàng nhá. Ừ. Rồi. Các bạn đã tắm hết chưa. À còn cây xanh nữa à. Cây xanh đấy. Cây dương xỉ ngày xưa đấy các bạn ạ. Thôi. Hết rồi. Các bạn đã tắm sạch sẽ rồi. Chúng mình chào tất cả các bạn nhá.